Hello, theo mọi người nghĩ thì giữa cần câu và đèn laser thì mèo nó sẽ thích chơi cái nào hơn? Hôm nay để mình làm một thí nghiệm cho mọi người coi nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một cái cần câu để chơi với con Mai trước. Mọi người có thấy là con Mai hôm nay có gì lạ lạ không? Nó đang bị thần nấm độ đấy. Và tiếp sau đó là mình sẽ chiếu song song cái đèn laser và kết quả là bọn này ăn được miếng hải sản rồi chê bai mùi cá ao, có mới nới cũ. Bỏ em cần câu để đến với anh laser chơi một cách say mê luôn. Trời ơi, cái lúc này á em cần câu đang nằm dưới sàn nhà khóc một cách đầy tủi hờn và đau đớn. Đến một lúc thì mình lại tắt cái đèn laser. Và mọi người biết gì không? Tất nhiên là hải sản không còn thì phải quay về ăn cá ao thôi. Lại chơi điên cuồng. Lúc này thì bọn nó còn thề thốt với lại em cần câu là mai với sáng sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Nhưng mà cuộc đời ai mà có ngờ, anh laser quay trở lại một cái là bọn này lại say bay với em cần câu luôn. Bọn này đúng là cháo trở thật sự. Túm cái váy lại là đám nhà mình rất là thích chơi với đèn laser. Mà cái laser nhà mình hay lắm nha. Không có cần phải thay pin, cứ hết pin là mình lại cắm sạc. Vậy là chơi được cả đời luôn. Còn cái số phận của em cần câu thì sao đây? Bọn nhà mình nó đã không thích thì thôi, mình cũng giữ lại để làm gì, mang em cần câu đi vứt luôn cho nó nóng. Thấy cũng kệ, mà thôi cũng kệ.